mùng 3 tháng 6, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, ông Lê Anh Tú, tức Sư Thích Minh Tuệ, đã nhận thức được trách nhiệm công dân và tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội. Ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ, xuất phát từ Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này, đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo Sư Thích Minh Tuệ, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 đã xảy ra sự việc ông LTS, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, là một người đi trong đoàn bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó, ngày 2 tháng 6, có hai phụ nữ khi đi theo Sư Thích Minh Tuệ và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường, được cơ quan chức năng kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Thông tin về vụ việc một bệnh nhân tên Lương Thanh S, 47 tuổi, qua đời vì bị sốc nhiệt, dẫn đến tổn thương não sau quá trình đi bộ hành với ông Thích Minh Tuệ, khiến dư luận phải xôn xao. Do nhiều tranh luận về việc tu hành theo hạnh Đầu Đà của ông Minh Tuệ đã xuất hiện. Dĩ nhiên, ông Thích Minh Tuệ cũng khó tránh được bị réo gọi. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, nguyên phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm. Việc một người chọn tu theo hạnh Đầu Đà không vi phạm pháp luật, không phạm giới luật của nhà Phật. Đó là quyền và lựa chọn của mỗi người, khó đánh giá được điều tích cực hay tiêu cực. Tai nạn gặp trên đường tu với cá nhân họ rất có thể lại là niềm hạnh phúc khi đắc đạo, chạm được tới cõi niết bàn. Bởi vậy, chúng ta không thể nhìn từ ngoài vào để đánh giá. Dù vậy, theo góc nhìn xã hội, ông Lê Quý Đức vẫn không khuyến khích lối tu theo hạnh Đầu Đà. Ông cho rằng sự sống vẫn là cái đích cuối cùng của con người. Một khi sinh mệnh không còn tồn tại, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vị chuyên gia chia sẻ, khi quá nhiều người đi hành khất, không ai quan tâm tới lao động, sản xuất, xã hội này rồi sẽ đi về đâu? Ai sẽ là người cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho họ? Cũng liên quan đến hiện tượng Thích Minh Tuệ, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng, khó đánh giá hành vi của nhóm người đi bộ hành. Tuy nhiên theo quan sát, ông Long nhận thấy, nhóm người đi theo ông Thích Minh Tuệ có người đi vì tu hành, người vì hiệu ứng truyền thông, nhưng cũng có nhiều người vì động cơ cá nhân khác. Bản thân ông Thích Minh Tuệ không thành lập tăng đoàn, cũng không kêu gọi mọi người đi theo mình. Ông Minh Tuệ sống trong thế giới riêng của mình, chưa làm hại đến ai. Nhưng qua những video được chia sẻ trên mạng, nhìn cảnh người dân đứng hai bên đường, mỗi nơi người đàn ông này đi qua, khiến cơ quan chức năng phải trăng dây, điều tiết giao thông. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long vẫn cho rằng thực trạng này cần thay đổi. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhận định, hiện tượng Thích Minh Tuệ nhẹ thì gây mất an ninh trật tự xã hội, nặng thì có thể bị lợi dụng và trở thành một mối nguy hiểm. Những người đi theo ông Thích Minh Tuệ tin tưởng ông hơn ai hết. Có lẽ chỉ có ông mới khuyên giải được những người đi theo mình. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc xử lý những người gây mất trật tự xã hội khi đi theo ông Minh Tuệ. Sự việc đáng tiếc của ông S vừa qua là hồi chuông cảnh tỉnh để những người tò mò muốn đi theo ông Thích Minh Tuệ phải cân nhắc thật kỹ. Ngày 30 tháng 5, một người đàn ông khi đang cùng đoàn của Sư Thích Minh Tuệ di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ ngất xỉu. Sau đó, người đàn ông này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong, sau đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và tiếp đó là Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã không qua khỏi. Sau sự việc trên,
Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh rất nhiều thành viên trong tu đoàn của ông Thích Minh Tuệ đã rời khỏi đoàn người và quay trở về nhà. Theo những hình ảnh được ghi nhận, có những người đã rời đi ngay trong đêm, bỏ lại cả đồ đạc như tăng y, nồi cơm và nhanh chóng bắt những chuyến xe sớm nhất để quay về. Điều này đã đặt ra câu hỏi, liệu những người đi theo ông Thích Minh Tuệ thực sự có phải toàn bộ họ đều tham gia vì mục đích tu hành? Hay có những người tham gia đoàn trên chỉ vì mục đích hám fame, câu like? Không chỉ gây ra nhiều vụ việc gây nên mất an ninh trật tự trên địa bàn mình đi qua, họ còn đang có nguy cơ tự làm tổn hại sức khỏe của chính mình. Trước tình hình này, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Ban Phòng Tôn giáo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các phòng ban liên quan, tham mưu Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Sáng ngày 2 tháng 6, cơ quan chức năng huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế xác nhận hai người phụ nữ ở trên địa bàn huyện khi đi theo đoàn người bám theo ông Thích Minh Tuệ một quãng đường ngắn trên quốc lộ 1A do sốc nhiệt thời tiết, trời đang nắng gắt bất ngờ chuyển sang mưa dông, đã đuối sức mệt lả và nằm xuống mặt đường. Rất may, ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an đã kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện, nên hiện sức khỏe của hai người này đã bình phục. Điều đáng nói, trước đó đã có một người đàn ông vừa tử nạn vì cố bám theo đoàn người có ông Thích Minh Tuệ vào chiều ngày 29 tháng 5, khi đi đến địa phận ngã tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Theo ghi nhận của chúng tôi, sự hiếu kỳ của người dân trước đoàn người bộ hành khiến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua nhiều đoạn ở Thừa Thiên Huế bị ách tắc, khiến cho người tham gia giao thông lo lắng. Theo chính quyền huyện Phong Điền, một số nơi đoàn bám theo ông Tuệ đi qua nghỉ ngơi, tràn đầy rác, thậm chí là phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh, đã làm phiền muộn cho nhiều người. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện đang tham gia giao thông phải đứng lại, cản trở công việc làm ăn buôn bán đi lại của người dân, thậm chí xe cấp cứu, mặc dù hú còi xin đường nhưng vẫn không được. Khoảng 10 giờ 30 ngày 30 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân S nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán mất nước sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục, nguy cơ tử vong cao. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Trước đó 3 ngày, khi Sư Minh Tuệ đi qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, ông S tham gia đi theo Sư Minh Tuệ. Đi bộ đường dài giữa nắng nóng, đầu trần với người chưa có quá trình luyện tập, không có sức chịu đựng là rất nguy hiểm, cho nên ông S bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong là vì vậy. Sư Minh Tuệ có quá trình đi bộ 6 năm, nói như ông là đi để tập học theo lời Phật dạy và rèn luyện sức khỏe. 6 năm bộ hành khất thực, tu luyện là thời gian Sư Minh Tuệ tích lũy để có được thể lực như hiện nay. Dù chỉ ăn ngày một bữa, nhưng Sư Minh Tuệ vẫn đủ sức khỏe để đi bộ suốt ngày này qua tháng khác. Người tu luyện đạt tới trình độ như Sư Minh Tuệ là không nhiều. Nếu thấy Sư Minh Tuệ làm được, nhiều người khác muốn làm theo thì cần tự lượng sức mình để tránh rủi ro. Muốn học đạo đi theo con đường đạo Phật dạy như Sư Minh Tuệ thì cũng tốt thôi, nhưng cần có quá trình rèn luyện, không phải là ngày một ngày hai mà thành. Thay đổi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt đột ngột là khó tránh khỏi bệnh tật, chưa kể gặp nguy hiểm như trường hợp ông LTS. Trong những người đi theo Sư Minh Tuệ, có người tự thấy mình không đi nổi, đã lặng lẽ trở về, nói rằng là về nhà tự tu học. Một hai ngày đi theo Sư Minh Tuệ để trải nghiệm, để có duyên lành, sống thiện lương hơn thì cũng quá tốt. Không phải ai cũng có thể đi suốt đời theo pháp tu khổ hạnh như Sư Minh Tuệ. Trên trang cá nhân của Huy Nguyễn, một chuyên gia về khí tượng học nổi tiếng, có lời cảnh báo sau khi có thông tin một người đi theo Sư Minh Tuệ bị ngất xỉu. Ngày mai thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn hôm nay. Vì hôm nay, mặt đất được nung nóng gian, mưa xuống giải phóng nhiều khí mê tan và khí lưu huỳnh từ mặt đất, kết hợp thay đổi nhiệt độ đột ngột do mưa xuống, sẽ rất dễ bị sốc nhiệt mà ốm, bà con cũng không nên ra đường vào ngày mai. Phước phần đâu không thấy, nhưng dễ gặp mưa mà ốm đấy. Những người đi theo Sư Minh Tuệ với mục đích tu học là quyền cá nhân, nhưng không nên đem sinh mạng của mình ra thử thách với trời đất như vậy, cho dù không tử vong mà lâm bệnh nặng thì làm khổ gia đình, người thân. Những người xuống tóc 3 y 1 bát đi theo Sư Minh Tuệ là sự lựa chọn của riêng mình, không ai có quyền phán xét hay cấm đoán. Nhưng đi theo Sư Minh Tuệ thì phải giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông. Chính Sư Minh Tuệ trong nhiều video clip được các YouTuber ghi lại đã nói rằng không lôi kéo ai theo cũng không ngăn cấm. Huynh đệ nào muốn tu học theo con đường của Đức Phật thì cứ đi, nhưng giữ gìn trật tự, đi trên đường theo hàng một để không gây cản trở giao thông.
Điều đáng ghi nhận là những người xuống tóc đi theo Minh Tuệ khá đông nhưng giữ gìn trật tự. Riêng bà con rước đón sư Minh Tuệ thì hơi quá đà. Yêu quý, tôn trọng một vị sư mà Phật tử tin rằng là chân sư, là quyền tự do của mỗi người. Xin không bàn đến những điều liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là đối với sự xuất hiện của sư Minh Tuệ với nhiều ý kiến tranh luận, bàn cãi hiện nay. Chỉ nêu ra những điều liên quan đến trật tự xã hội và an toàn giao thông. Bà con ùa ra đông kín đường quốc lộ, đón trước, theo sau sư Minh Tuệ thành đoàn dài, đó là cản trở giao thông. Chưa kể, có thể xảy ra tai nạn giao thông. Trong những người đón rước, có người vì hiếu kỳ, có người quay phim chụp ảnh, có người thành tâm cung kính với sư Minh Tuệ, chen chúc gây lộn xộn mất trật tự. Cán bộ, chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông khu vực nơi có sư Minh Tuệ đi qua phải tập trung xử lý các tình huống để đảm bảo an ninh, an toàn. Nhưng nếu mỗi người đều có ý thức giữ gìn trật tự chung thì sẽ tốt hơn. Thêm một ý kiến nữa, đó là ban đêm cũng có đông người đến khu vực sư Minh Tuệ nghỉ. Trước hết là không cho sư Minh Tuệ và các huynh đệ đi theo được nghỉ ngơi, làm phiền họ. Thứ hai là ban đêm, tụ tập đông người rất khó kiểm soát về an ninh trật tự, không tốt cho sư Minh Tuệ và những người khác. Trong một số clip được đăng trên mạng xã hội, sư Minh Tuệ yêu cầu bà con đừng đến tập trung đông người ban đêm để phòng những chuyện xấu xảy ra, làm ảnh hưởng đến trật tự ở địa phương. Người tu hành có mong muốn như vậy, đã kính sư thì nên nghe theo lời này. Thử hình dung nếu ai bỏ tiền vào nồi cơm điện của sư Minh Tuệ rồi la lối lên sư nhận tiền thì sao? Cũng có ý kiến cho rằng vì sư Minh Tuệ không ẩn cư mà đi khuất thực nên mới tạo ra đám đông mất trật tự như vậy. Xin đừng nặng lời với bậc tu hành. Sư có sứ mệnh của sư, đừng phán xét và hãy tôn trọng.